cảm xúc của mình. Mặc dù là cho hát bài rất nhiều lần nhưng lần nào cảm xúc cũng như vậy. Riêng ngày hôm nay Châu chọn cái bài mà cái beat có ba phối, ba bài. Cái bài này cái beat rất là nhiều cái nhưng mà cái này là hay nhất. Năm nghĩ vậy, nghe nó buồn nó sao ha. Và cách hát mà ba đã dàn dựng nên là Châu rất là xúc động, không nén lại được. Trong cái tiết mục mà nhâm hát bài Gió đưa bóng mày á, trời ơi em đứng ở ngoài chẳng chịu không nổi, em phải nhảy vô hát, hát cùng nhau, hát phô quá trời, nhò khóc, như là cảm động quá. Cũng như tối đêm qua, cả đoàn Tình Ca Bắc Sơn đều đồng lòng mà tự làm một cái đám giỗ nhỏ nhỏ của ba trên sân khấu trung tâm thương mại của Bích Thủy dựng cho ba. Dạ. Trung tâm thương mại An Nông Ba tặng những trái nước quà vào tối chủ nhật hàng tuần với chương trình Tình Ca Bắc Sơn do chị Năm biên tập. Đó là một cái sân khấu mà Bích Thủy đã tự gây dựng cho ba, và đêm qua là cả đoàn đồng lòng với nhau tưởng nhớ về ba và làm một chương trình rất đầy đủ. Và được một cái nữa là nhân cái ngày đám giỗ của ba hôm qua, cả đoàn đã cùng nhau không nhận bồi dưỡng, tiền bồi dưỡng đó để hỗ trợ cho một ca sĩ của đoàn đang gặp khó khăn. Điều đó là hôm qua nhận ngày đám giỗ của ba được tới hai cái mà Hà Châu rất là vui. Một đặc biệt nữa các bạn ơi, các bạn có nhìn ra ai không? Hai cúc ông Mỹ Vàng. Nè, cái này là chính hiệu nè. Đây chính là đào chánh của đoàn quê ngoại trước 75 mà ba Bắc Sơn rất là thương chị Hân. Đây là hai cúc trong bông Mỹ Vàng thứ thiệt, còn Bích Thủy hát là thứ giả nha. Rồi bây giờ nhân cái ngày hôm nay đến đám giỗ của ba thì mình gặp lại nhau. Chị thì không biết em nhiều, biết chị Năm nhiều, nhưng mà chắc qua YouTube hay là Facebook thì các chị cũng biết em Năm làm chương trình này. Bây giờ chị cho em một cái cảm nghĩ với chị khi trở lại di ảnh của ba. Chị nhìn với ảnh ba thì chị giống như mình là con lạc loài, bây giờ gặp lại ba rồi gặp các em hay là chị rất vui mừng. Bây giờ chị ngày xưa đó em đã từng đứng ở trong góc nhà nhìn chị Hân rất ngưỡng mộ, vì chị ấy rất là đẹp và cũng là học sinh của ba. Dạ, chào xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả của Tình Ca Bắc Sơn. Châu rất là vui khi mà giúp được cho em mình, cùng với em mình đúng không? Cùng với em mình thực hiện những bài hát của ba hàng tuần vào chủ nhật. Hai chị em cố gắng đưa nhiều nhạc phẩm mới của ba đến với sân khấu và ròng rã hơn hai tháng à. Và hiện tại bây giờ đã có một số khách cố định và cứ tối chủ nhật là họ tìm đến để họ ngồi họ nghe. Hà Châu mong ước rằng ba sẽ phù hộ cho Hà Châu và Bích Thủy thực hiện được cái ước mơ là đem nhạc của ba đến rộng rãi với quý vị khán giả. Chắc có lẽ sắp tới Hà Châu và Bích Thủy sẽ cố gắng đến nhiều cái chương trình từ thiện của những cái trung tâm bảo trợ và một số trường học mà Tình Ca Bắc Sơn đã đến, nhất là ở địa phận Long An, là địa phận của cái nôi của đơn vị bảo trợ đó là tập đoàn An Nông đang ở Đức Hòa. Châu rất là cảm ơn. Dạ. Yeah.